Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh là nhóm bệnh phổ biến nhất trong số các bệnh di truyền hiếm gặp ở nước ta. Với những trẻ mắc bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, nếu không được cấp cứu và xử lý kịp thời, sẽ dẫn đến tử vong. Và ngay sau đây là cuộc trao đổi giữa phóng viên Sức khỏe 24 giờ với chuyên gia y tế về lĩnh vực này. Mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên xin được hỏi Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Trí Dũng là thực trạng sàng lọc trẻ sơ sinh để phát hiện các bệnh bẩm sinh di truyền tại Việt Nam hiện nay như thế nào ạ? Hiện nay thì chúng ta cũng đang theo xu hướng của thế giới, ngoài những bệnh của chương trình sàng lọc sơ sinh cổ điển, ví dụ như là bệnh suy giáp bẩm sinh, bệnh thiếu men G6PD, bệnh tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, thì chúng ta cũng đã bắt đầu triển khai thí điểm sàng lọc mở rộng các cái bệnh di truyền và các cái rối loạn chuyển hóa bẩm sinh khác nữa. Chúng ta đã cố gắng rất nhiều, nhưng mà số các cháu mà được khẳng định bệnh thông qua chương trình sàng lọc sơ sinh thì vẫn còn khiêm tốn. Vậy thì Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Trí Dũng có thể cho biết được là những gánh nặng về y tế cũng như là kinh tế của việc trẻ bị rối loạn chuyển hóa bẩm sinh nếu như không được sàng lọc sơ sinh như thế nào được không ạ? Các cháu mà khi nhập viện đã có các cái biểu hiện của bệnh và không được phát hiện qua chương trình sàng lọc sơ sinh thì tỷ lệ tử vong đối với các cháu đó là 52%. Tức là cứ nhập viện 2 cháu thì là 1 cháu tử vong. Mà chỉ 1/4 các cháu là có thể trở lại phát triển bình thường. Thì chúng ta có thể thấy một gánh nặng rất lớn là cả tàn tật, cả tử vong lên tới 3/4 nếu như mà chúng ta phát hiện ra các cháu, khẳng định bệnh cho các cháu khi các cháu đã có biểu hiện bệnh. Vậy thì Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Trí Dũng có những lưu ý gì để nâng cao cái chất lượng của hệ thống sàng lọc trẻ sơ sinh như thế nào được không ạ? Sàng lọc sơ sinh không phải là chỉ có xét nghiệm, cái bước xét nghiệm không, mà sàng lọc sơ sinh là một hệ thống và người ta coi sàng lọc sơ sinh là một chương trình sức khỏe cộng đồng, thì bao gồm cả vấn đề đào tạo, mà trong đào tạo thì có vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, rồi thì có đào tạo cho cộng đồng, tức là nâng cao nhận thức. Rõ ràng là cộng đồng chúng ta phải hiểu tầm quan trọng của vấn đề phát hiện bệnh khi chưa có biểu hiện. Chúng ta phải thực hiện đồng bộ các cái bước khác nhau của chương trình sàng lọc sơ sinh như là quốc tế họ đang triển khai. Vâng, xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Trí Dũng đã nhận lời tham gia cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên kênh truyền hình VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam.